vừa rồi là những hình ảnh do ban truyền thông ghi nhận được tại chùa Viên Giác trong lúc này. Kính thưa quý Phật tử, trong thời gian qua, chùa Viên Giác đã đại trùng tu, tôn tạo và hiện nay công trình tạm thời ổn định để có thể đi vào hoạt động. Thay lời Thầy chủ trì, xin tri ân quý Phật tử xa gần trong và ngoài nước. Cùng trong không khí đón chào xuân năm mới Quý Mão 2023, mọi công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất. Xin trân trọng kính mời quý thiện nam, tín nữ, Phật tử xa gần về tham quan và tham dự lễ đón giao thừa vào lúc 20:30 ngày 30 tháng 12 âm lịch. Chương trình được kết nối cầu truyền hình trực tiếp với chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm và các chùa trong tổ đình Viên Giác. Xin trân trọng kính mời.